Ngày 17 tháng 12, tờ Eurosport tại Hàn đã đăng tải hình ảnh cựu thành viên nhóm Winner Nam Taeyeon đang rất vui vẻ trong vai trò DJ tại một câu lạc bộ ở tỉnh Gangnam vào tối thứ Sáu vừa qua. Bài báo này nhanh chóng thu hút rất nhiều bình luận của netizen vì từ khi rời Winner và YG, mọi hành động của Nam Taeyeon đều được netizen Hàn đặc biệt quan tâm. Theo lời những người có mặt tại club ngày hôm đó, Nam Taeyeon đã rất vui vẻ và thoải mái tận hưởng thời gian làm DJ. Anh thân thiện chào bạn bè của mình, Taeyeon còn cầm mic và nói, rất nhiều người đã đến đây, hãy tận hưởng buổi tối hôm nay nhé. Nam Taeyeon trước đó đã tiết lộ anh có bệnh về tâm lý và rời khỏi Winner cũng như YG Entertainment. Nhìn thấy những hình ảnh này của Taeyeon, các fan vô cùng vui mừng vì anh đã vui vẻ hơn trước. Tuy nhiên về phía netizen đã có rất nhiều lời khó nghe trong phần bình luận của bài báo này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.